Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Chương trình này được đem tới bởi Pala Casino Spa and Resort. Thảo Yên, Hoàng Châu Thủy trở lại với quý khán thính giả. Và thưa quý vị, trong thời gian mà diễn ra những dòng người tìm cách tị nạn, đa số là tị nạn kinh tế, bởi vì đất nước như Libya, rồi kể cả Ai Cập, Afghanistan trước đây nằm ở phía Địa Trung Hải đó, họ đã dồn tới tìm cách để lên những chiếc tàu, và bọn buôn người chỉ cần lấy mỗi người 500, 1000 vân vân là đưa lên tàu nhét và vào, có số người chết. Bây giờ Liên Hợp Quốc cũng ra khuyến cáo dữ lắm. Những người này trước đây đến, và khi họ tản mát đến Ý xong rồi họ tản mát ra và họ dồn đến nước Pháp đó, thì họ lập ra những cái khu mà gọi là khu tự phát, bởi vì không được phép. Nhưng mà họ, cái khu này ở vùng ngoại ô của Calais. Và đây là hình ảnh mà trong vòng 48 giờ vừa qua, các lực lượng của Pháp, bao gồm an ninh và công binh của Pháp, đã đến đây để dẹp. Và thậm chí tối ngày hôm qua, hình ảnh cho thấy là lửa đã bốc lên cả cái khu vực này để làm thế nào dẹp tan đi cái khu vực mà họ nói rằng chiếm cứ bất hợp pháp. Cái khó khăn á, là người dân ta tháng quá, người Pháp á, họ nói chúng tôi sống ở cái Calais này nó yên bình cả bao nhiêu năm nay, tự nhiên đùng đùng một cái những người dân mà toàn là gốc Phi châu không mà, những người đen, và họ bị kỳ thị dữ lắm. Trong số này chúng tôi thấy những cái người Maroc, rồi những người Libya họ kéo tới đây, và lại là người Hồi giáo nữa. Trong cái khu vực mà trại tị nạn tự phát này đó, tự lập này đó, là còn có ma túy nè, mãi dâm, đủ thứ chuyện trong này. Nó cả là một cái khu ổ chuột, và nó làm xấu đi hình ảnh của chính phủ Pháp. Và họ đã bỏ ra một cái ngân sách nhiều triệu Mỹ Kim để thành lập những cái khu trong vùng ngoại ô xa, thật là xa. Giống như chúng ta mà đi vào trong cái khu vực sa mạc, không nằm ở đâu cả. Thì bây giờ họ nói rằng chỉ có những khu đó đó mới tạo được cái sự an toàn và khoảng cách cho những người dân ở Pháp mà thôi. Và quý vị thấy xa xa đó là cái thành phố Calais, để mà người dân họ sống an nhàn từ xưa tới giờ. Đây là một cái vấn nạn mà không những Pháp mà kể cả chính phủ Đức nữa cũng đang đương đầu. Hôm nay phía Pháp tuyên bố họ giải tỏa xong rồi cái khu vực này, không còn ai hết. 7.000 người, khủng khiếp, 7.000 người đã được đưa lên cả mấy trăm chiếc xe bus đưa về các trại dành cho người tị nạn. Và những nơi đó thì chính phủ Pháp nói họ đối xử một cách nhân ái hơn, là có nhà vệ sinh, có nhà ở đàng hoàng, chứ không phải mà dựng lều tạm trú như tình hình ở tại Calais hiện nay, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì chúng tôi có gửi đến cho quý vị là không biết vì sao, có lẽ là trong tháng Halloween mà vì sao mà những cái tội ác mà người chết tăng cao một cách đột biến, thì có rất nhiều bệnh viện ở Hoa Kỳ nè, và bác sĩ và y tá luôn, thưa quý vị, họ tin rằng những cái đêm mà trăng tròn á thì phòng cấp cứu lại có nhiều bệnh nhân tăng cao một cách đột biến, hoặc là những cái ca bệnh mà nó rất là quái gở, mà bác sĩ y tá đều tin như vậy. Và rất nhiều bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ này đã yêu cầu là các bác sĩ trong cái đêm trăng tròn không được nghỉ phép, và họ còn tăng thêm nhân viên túc trực trong cái đêm đó nữa để phòng có biến cố. Thì bởi vì cái sự tin tưởng đó mà tờ Wall Street Journal, thưa quý vị, đã quyết định đi đến cái phòng cấp cứu tại có tên là Yale New Haven Hospital ở Connecticut để mà xem là cái sự đồn đãi này có đúng sự thật hay không. Thì Wall Street Journal cho biết là họ đã đến vào một đêm thứ bảy trăng tròn,
Nhưng đêm hôm đó phòng cấp cứu khá là yên ổn, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mà họ chọn cái phòng cấp cứu Yale New Haven Hospital đó làm được mệnh danh là một cái phòng cấp cứu bận rộn đứng hàng thứ 3 tại Hoa Kỳ. Thì và Wall Street Journal họ cũng nói là họ đã tìm ra được một cái báo cáo được ghi nhận vào năm 1996 đó, theo dõi suốt 151.000 ca cấp cứu trong hơn 4 năm. Thì trong 4 năm đó có 49 lần trăng tròn. Thế nhưng không có đêm trăng tròn nào mà có sự có các bệnh nhân tăng đột biến như là những gì các bác sĩ và y tá tin tưởng như vậy. Cho nên Wall Street Journal kết luận là cái điều này không đúng sự thật. Nhưng các bác sĩ và y tá họ vẫn nói là trong bao nhiêu năm hành nghề thì những cái ca bệnh mà ghê rợn nhất là họ đều chứng kiến được trong đêm trăng tròn. Thì dị đoan. Thì có một cô, cổ là một X-ray technician đó quý vị, cổ giải thích như vậy, cổ nói là cơ thể chúng ta có đến 70% cấu tạo từ nước, mà mỗi khi trăng tròn á, thì mặt trăng nó làm mực nước biển cũng dâng cao. Đúng. Cho nên nước ở trong cơ thể của chúng ta cũng làm cơ thể chúng ta xáo trộn, ảnh hưởng. Cho nên cổ nói là thần kinh bị ảnh hưởng luôn. Đấy, cô đó cổ nói như vậy thôi quý vị. Thì không biết là quý vị nghĩ sao, có tin vào lời của bác sĩ y tá hay không, hay là chúng ta tin vào kết luận của tờ Wall Street Journal đây? Cho đến khi nào tôi thấy trăng thật tròn mà tôi đứng tôi nghiêng ngắm trăng mà tự nhiên tôi tru lên đó, lúc đó là có vấn đề rồi thưa quý vị, sẽ không xuất hiện được với phần tin tức của quý khán giả. Nhưng bây giờ thì chưa có cái tình trạng đó. Ở tại Sao Paulo, Brazil, đây là hình ảnh của một căn hầm mà cảnh sát nói rằng có một người lúc trước là một thiếu niên bị giam trong căn hầm này suốt 15 năm trời qua, trong cái tình trạng còn tệ hơn cả một con chó nữa. Con chó nó nuôi trong củi, nó còn được ăn, nó còn được đưa ra ngoài đi chơi. Người thiếu niên này không biết vì lý do nào bị người bố giam cầm. Ông bố nói đó là nó bị nghiện ma túy cho nên tôi phải giam nó để nó tránh đi ra ngoài lêu lỏng. Nhưng mà người láng giềng nói rằng trước đây họ thấy cái người thiếu niên lúc đó 16 tuổi, lúc mà họ thấy đó, thì là một người vui vẻ lắm, nói chuyện với hàng xóm, sau đó thì biến mất luôn. Thì cảnh sát hiện nay đang tìm cách để mà chứng minh là người bố đã giữ con trai của mình giam giữ trong và ngược đãi trong cái tình trạng tệ hại nhất suốt 15 năm qua, và sẽ truy tố ông. Người nay là thanh niên 31 tuổi đã được đưa ra khỏi và đang được chăm sóc. Người là ghẻ từ trên đầu ghẻ xuống, và cảnh sát nói đó căn phòng nó hôi đến độ đó, và quý vị nhìn thấy đó là anh chàng này anh phải đi tiểu đại tiện trong căn phòng này luôn, và trên một cái tấm nệm, nghĩa là toàn là vi trùng. Chúng tôi cũng may là hết tin rồi quý vị, chứ thôi nói tiếp tới quý vị là có cái tình trạng có thể là nôn ọe nữa. Xin hẹn với quý vị vào chiều nay lúc 5 giờ để gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày, và kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui, cũng như là trở lại với chúng tôi vào ngày mai trong phần cà phê sáng cũng như là thời sự quốc tế. Trân trọng kính chào tất cả quý vị.